rồi. Di chuyển ở đây là một cái buổi gọi là đi tham quan tuyến đường ven biển của chị Bé Ếch. Coi từ cái tuyến đường, dự án tuyến đường nó làm tới đâu, chúng ta đi thêm công trình dự án, tiến độ dự án vào chúng ta được thi công vào ngày 30/4 mùng 1/5. Đó, tuyến đường chúng ta được rồi đó, qua lại chỗ này đổ rất là cao nha mọi người. Được rồi, rồi chúng ta giờ chúng ta di chuyển tiếp tới cái đoạn đường này sẽ nó đi mở rộng tuyến đường ven biển, nó sẽ đi tới đâu chúng ta sẽ đi tới vị trí đó. Mà hôm nay cũng đã là mùng hai Tết rồi, đã mùng hai Tết rồi. Gọi thiếu chai gì ở nhà cũng có mà. Đây để chụp hình thôi chứ còn chút mày chở ra đi. Đó, chúng ta ở đây là một buổi đi gọi là tham quan cái tuyến đường cho chúng ta. Sẵn gì chúng ta vô thêm những cái khu vườn. Đó, ở đây là bếp chuối. Chuối đây bếp chuối lùn đúng không? Đêm nhắn. Chuối lùn. Đó, chuối. Giờ chúng ta đi tiếp. Cái đường này chúng ta sẽ đi tiếp. Chúng ta tiếp tục cái dự án. Đó. Chúng ta đi tiếp. Ta vừa này chỉ còn cách một nửa thôi. Ta tiếp tục. Đường này rất là rộng nha mọi người. Đường này. Đây con đậu đường nào. Sao để chú cầm. Mày đậu đi nó bê không? Không. Nó sẽ chia thành hai, mình qua chỗ này mình đi đó hơi gió nha, nó sẽ chia thành hai làn đường nha mọi người. Chính giữa nó sẽ đặt gọi là cái phần ngăn cách đó, cách từ xe đó nó sẽ giải phân cách từ xe này để trồng bông hoa để mình giải phân cách đó. Còn cái đường này nó sẽ chia thành hai làn đường, hai làn đường mình chuyển. Mới mùng 2 rồi nhưng mà chúng ta vẫn phải đi ra để cùng đội cho mọi người đến Quý Mão. Chúng ta sẽ mùng 2 Tết rồi. Đường đây đường nói về cái đường này thì phải nói là còn về gãy cắm luôn, thẹn cắm luôn, quen chưa hết đi đường này. Nó khá rộng và nó khá dài luôn mọi người, khá rộng và khá dài. Đây mình sẽ quay hai bên tuyến đường thì nó vẫn là ruộng nha mọi người, nó vẫn gọi là chưa quy hoạch, nó vẫn là rồi. Đây là lại có một chú chú chó rất làm quen với mình luôn. Dạ làm quen chó bay con.